nhân loại đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức trong tương lai, có thể đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính mình. Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like, share video bạn nhé. Đăng ký kênh, bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. 1. Vũ khí hạt nhân. Chúng ta đều biết đến các loại vũ khí hạt nhân có nguy cơ gây ra sự phá hủy ngay lập tức. Một vụ nổ hạt nhân cũng có thể khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên, chiến tranh hạt nhân có thể còn để lại những hậu quả lâu dài. Theo các chuyên gia, các vụ nổ hạt nhân có thể gây nên mùa đông hạt nhân, mà ở đó bụi và sun phát ngăn ánh sáng mặt trời chiếu đến trái đất. Việc trồng trọt trong mùa đông hạt nhân sẽ vô cùng khó khăn và nạn đói sẽ diễn ra trong nhiều năm liền. Điều này có thể gây nên những kết cục thảm họa cho nhân loại. 2. Vũ khí hóa học và sinh học. Các loại vũ khí hóa học và sinh học nghe có vẻ ít đáng sợ hơn vũ khí hạt nhân, nhưng ảnh hưởng của chúng tạo ra là ngang nhau, nếu không muốn nói là mối đe dọa, thậm chí còn lớn hơn. Các vũ khí hóa học và sinh học đều bất hợp pháp, nhưng chúng đã được sử dụng ít nhất 4 lần trong 40 năm qua. 3. Biến đổi khí hậu. Có lẽ mối đe dọa rõ ràng nhất đối với nhân loại chính là biến đổi khí hậu. Các chuyên gia tin rằng vào năm 2100, khoảng 90% khả năng hành tinh của chúng ta sẽ ấm hơn 2 độ C. Nếu chúng ta không làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu, hầu hết bang Florida của Mỹ và Bangladesh sẽ chìm dưới nước và nhiều thành phố lớn khác sẽ bị ngập. 4. Sụp đổ hệ sinh thái toàn cầu. Chúng ta cần hệ sinh thái toàn cầu với những thứ như không khí, nước, thực phẩm và chỗ ở. Tuy nhiên, kể từ những năm 1950, những hành động như chặt phá rừng đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ sinh thái này. Và hiện nay, hệ sinh thái thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. 5. Các vi khuẩn kháng sinh. Các loại kháng sinh mà chúng ta sử dụng hiện nay để chống lại nhiều loại dịch bệnh do vi khuẩn gây ra đang ngày càng ít hiệu quả giữa bối cảnh một số loại vi khuẩn có thể chống lại chúng. Nếu các nhà khoa học không thể phát triển các loại kháng sinh mới, số người thiệt mạng mỗi năm vì vi khuẩn kháng sinh có thể lên tới 10 triệu người vào năm 2050. 6. Đại dịch toàn cầu. Vào tháng 10 năm 2018, Business Insider đã công bố một bài báo, trong đó liệt kê sự bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt trong tương lai. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu năm 2020 là minh chứng cho thấy mối đe dọa này đang trở thành hiện thực sớm hơn so với chúng ta nghĩ. Mặc dù đại dịch COVID-19 không thể so sánh với những đại dịch như dịch hạch xóa sổ 15% dân số thế giới trong hai lần bùng phát, nhưng mật độ dân cư tập trung đông đúc tại các đô thị cho thấy sẽ còn có những đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng hơn trong những năm tới. Bạn vừa theo dõi thông tin trên kênh Thời báo Việt, đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những thông tin thú vị khác nhé!